Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi cho toàn thể quý vị có 4 cây đàn guitar bass 4 dây guitar điện bãi từ bên Nhật về đến Trung tâm Vĩnh Phúc đã được vệ sinh, lau chùi, căn chỉnh tất cả mọi thứ ok. Thì Trung tâm giới thiệu 4 cái cây này cho quý vị. Quý vị chọn được cây nào thì báo lại cho Trung tâm Vĩnh Phúc. Cây trắng đầu tiên là cây trắng, thì cây này được chốt cho bác Nguyễn Văn Hoàng. Thì cây này đã bán rồi. Bác Nguyễn Văn Hoàng ở tỉnh Bến Tre đã chốt cái cây bát 4 dây màu trắng. Đấy, thương hiệu rất là độc lạ. Oreco này. Đấy, rất là chất, rất là ok. Với sản phẩm giá là 4 triệu một con bát này thì rất là xứng đáng đồng tiền quý vị nhé. Đấy, sẽ được tặng một bao da mới, một bộ dây mới và hai móng gảy. Nếu quý vị không lấy phụ kiện, sẽ bớt cho quý vị 200.000 cho quý vị một cái báo cũ. Nếu là khách hàng quen được tặng 200.000 nữa là còn 3.6 triệu, tất cả là chưa tính cước phí vận chuyển, cước phí hoàn toàn quý vị phải chịu quý vị nhé. Đấy. Thì còn lại còn 3 cây. 3 cây thì Trung tâm sẽ giới thiệu lần lượt từng cây. Cây Yamaha Yamaha RBS MS200. Đấy, cây này thì không nhầm là trước đây là đợt đầu năm mà Trung tâm có bán hai cây, một cây màu trắng, một cây màu đen, với giá là 5 triệu một cây. Thế nhưng mà cây này thì nó có bị chày ở dưới chôn này. Đây. Chày một chút nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì quý vị nhé. Đấy. Không ảnh hưởng gì cả. Đấy, chày một chút đi thôi. Đó, nên là hình thức nó chưa được mỹ mãn cho lắm, nên Trung tâm bán con này với giá rẻ cho quý vị, cho bác nào chốt được cây này. Đấy. Cây này em bán cho quý vị với giá là 3.500.000. 3.500.000 nhé, chỉ có một vết chày thôi, giá bán là giá rẻ hơn hẳn so với tất cả những cái kia. Và hiện tại là Trung tâm đang bán xả hàng thu hồi vốn với sản phẩm như thế này với giá là 3.500.000, sẽ được tặng một bao da, ba lớp mới, một bộ dây mới và hai móng gảy. Nên nếu quý vị không lấy hai ba cái phụ kiện đó ra thì quý vị sẽ được trừ đi 200.000, còn khách hàng quen thì được tặng 200.000 nữa là còn được bớt hẳn 400.000. Còn dao động khoảng 3.1 triệu trừ tính cước phí vận chuyển quý vị nhé. Đó là cây Yamaha. Đó, màu đen. Tiếp theo là một cây sơn 3D, xì viền đen, bên trong là sơn 3D màu vằn rất là đẹp, màu đỏ. Đấy, các lúm volume này. Đấy, các lúm volume này, ngựa này đều bằng mạ vàng hết, mạ đồng vàng hết. Đấy. Tất cả mọi thứ là mạ đồng vàng, zin của nó hết từ A đến Z. Đấy. Đều mạ đồng vàng hết quý vị nhé. Tất cả là đều mạ đồng vàng hết. Đấy. Thì cái cây này nó là thương hiệu của nó là thương hiệu Fender. Đấy. Thương hiệu Fender Dead quý vị nhé, Fender Dead chứ không phải Fender. Fender Dead quý vị. Đấy, rất đẹp, rất là chất, rất là ok. Thì em bán cho quý vị với giá là vô cùng tốt, vô cùng yêu thương. Đó, em xả hàng cho quý vị với giá là 3.800.000, 3.800.000. Quý vị sẽ được tặng một bao da, ba lớp, một bộ dây mới và hai móng gảy. Đấy, một bao da, ba lớp, một bộ dây mới, hai móng gảy. Được chưa? Đấy. Thì ngoài ba món quà tặng, quý vị không muốn lấy cái gì tính tiền thêm quý vị nhé, cước phí quý vị phải chịu tiền cước phí đó quý vị. Nếu không lấy cùng ba món quà tặng thì quý vị sẽ được bớt đi 200.000, khách hàng quen được tặng 200.000 ạ. Đó là cây Fender Dead xì viền đen đỏ 3D. Tiếp theo là cây Area Pro 2, Area Pro 2 phiên bản Macla series MAB. Đấy, xì viền đỏ đen. Vừa nãy là cây này là xì viền đen đỏ, tức là bên ngoài là xì viền đen, trong là đỏ. Thì cái cây này lại ngược lại, là bên ngoài là xì viền đỏ mà bên trong thì là đen, đúng không ạ? Đen xám. Đó, tất cả là đều là hàng là mô bin chất lượng cao quý vị nhé. Đó, mô bin kép, mô bin đôi. Đó, tất cả là đều là hàng chất lượng cao hết. Đó, Area Pro 2. Đó, con này thì cũng rất là chất, rất là ok quý vị nhé. Khóa này, tất cả là đều là hàng đẹp. Đó, hôm nay là bốn cái cây này em giới thiệu quý vị là đều là hàng đẹp, hàng chất lượng quý vị nhé. Còn các bác mà muốn những cái cây bát rẻ tiền nhé, từ 1 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu em có cho quý vị luôn ạ. Đấy, tiền nào của đấy, chúng ta bỏ ra đồng tiền nó xứng đáng với đồng tiền của chúng ta bỏ ra. Chứ không phải là quý vị cứ nhìn thấy guitar bát là chúng ta là nó giống nhau được, đúng không ạ? Guitar bát nó có nhiều loại, tất cả các sản phẩm nó đều như vậy. Mỗi một loại nó có cái thành phẩm khác nhau, giá tiền nó tương ứng với cái chất lượng mà quý vị bỏ ra. Đó, cái đồng tiền mà quý vị bỏ ra nó sẽ tương ứng với cái chất lượng mà quý vị sẽ nhận lại được. Đó, quý vị mua cái cây 1 triệu không bao giờ chỉ so sánh được cái cây 2 triệu, đúng không?
Cây 2 triệu nó không thể nào so sánh được cây 5 triệu được cả, đúng không ạ? Đấy, tiền nào của đấy quý vị nhé, quý vị nhớ điều đó cho em. Thì bây giờ em sẽ test lần lượt từng cây. Đầu tiên là test của cây của chú Nguyễn Văn Hoàng này. À, test cho quý vị này. Các volume to hết lên nhá. Tắt bỏ mô-bin, hai mô-bin trên này, chạy vào hai mô-bin dưới nhá. Tiếng trầm này. Tắt bỏ mô in dưới luôn. Đấy, cho mô in trên lên này. Trầm này. Chạy song song 4 mô in cùng một lúc luôn này. Sáng luôn này. Đấy, rất ok quý vị nhá. Đấy. Kết nối ra loa in re không hề có một tiếng xôi, tiếng ù dày gì cả, được chưa? Đấy, với đồng tiền quý vị bỏ ra cây đàn này với giá là 3 triệu, từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu thì những cây đàn ở đây nó quá là ok. Trong bốn cây đàn này, cây nào cũng chất, cây nào cũng đẹp, cây nào cũng hay. Đó, thời điểm trước thì quý vị nhớ là em bán những cái cây như này là toàn 5 triệu đúng không? Và thời điểm này thì em đang bán xả hàng thu hồi vốn tất cả các sản phẩm tại trung tâm Vĩnh Phúc. Các bác muốn quan tâm những sản phẩm như thế này, liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634982 quý vị nhé. Đó. Quý vị gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Còn quý vị muốn liên hệ với em ngoài giờ làm việc thì vui lòng là nhắn tin với em qua số điện thoại của em, hoặc là nhập số điện thoại của em ở Zalo nếu tìm thấy Zalo, còn nếu không tìm thấy thì nhắn qua số điện thoại cho em quý vị nhé. Đấy, bây giờ em test lên cây Yamaha màu đen này. To nhỏ này. Đó. Đó là cây Yamaha. Sang đến cây Fender Death. Đó. Mọi tính năng là đều hoạt động bình thường hết quý vị nhé. Tất cả mọi thứ là đều ok hết. Bốn cái cây đàn guitar bass trong cái clip ngày hôm nay thì đều hoạt động bình thường. Tất cả mọi thứ là đều ngon lành hết quý vị nhé. Thì các bác còn ba cây còn lại thì bác nào chốt một trong ba cây còn lại thì báo lại cho em qua số điện thoại 0989 634982 ạ. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0989 634982. Các bác mua hàng tại trung tâm Nhạc Quỹ Phúc là không cần đặt cọc, không cần chuyển khoản quý vị nhé. Quý vị đặt hàng bên em thì chỉ việc cho họ tên địa chỉ chi tiết kèm theo nội dung. Đó, kèm theo nội dung là mua hàng, là mua những cái gì, lấy những cái gì, kèm theo số điện thoại của quý vị. Bên em sẽ gửi theo đường chuyển phát. Đó, nhân viên họ sẽ ship về tận nhà cho quý vị. Khi nhận hàng quý vị được quyền là bóc hàng, kiểm tra hàng và test thử 5 tới 10 phút trước mặt nhân viên giao hàng cho quý vị. Tất cả mọi thứ ok thì quý vị thanh toán tiền hàng cộng tiền cước trực tiếp cho người phát hàng quý vị là xong, được chưa? Đấy, thì bên em còn còn những cái cây guitar bass là giá dao động từ 1 triệu, triệu rưỡi, triệu 8, 2 triệu đều có. Quý vị quan tâm đến sản phẩm nào thì quý vị cứ liên hệ với em, được chưa? Thì bây giờ em sẽ đến công đoạn là dán tem bảo hành cái sản phẩm là cây màu trắng này để mà bao bọc và đóng gói vận chuyển quý vị nhé.
bao hai tấm, tấm trước tấm sau đây, có cái đường với chân này bạn. Quý vị nhìn cái công đoạn đóng hàng ở bên em rất là kỹ lưỡng, rất là cẩn thận quý vị nhé. Đấy, xốp bao bọc rất là kỹ.
Hôm qua có cái tấm dài dài ấy mà.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi cái clip mà chúng ta bị khúc test và đóng gói những cây đàn guitar điện bass 4 dây bãi Nhật cho buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tin yêu ủng hộ chúng ta Mỹ Khúc. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Xin chào và tạm biệt toàn thể quý vị. Cái bè ngắn này có đủ quấn cái này không? Cái này bao ai nhỉ? Hả? Nhớ quỷ bao nhiêu ai đây? Thì cái quỷ á? 35 30 35 này. Từ cái mô mình kia mô